Lưng nha. Đây là lưng. Đường nghe rõ rồi. Nghe rõ rồi. Nữ nam nữ. Cái thứ hai này là bây giờ mình muốn tạo cái đường link ở trên đấy thì mình vào cái phần, tức là mình áp cái đường link vào, đường link của nhóm. Ví dụ như bây giờ mình tạo một cái nhóm ở trên Facebook hoặc một cái nhóm trên Zalo chẳng hạn, thì bây giờ mình muốn tạo cái form này để mình đẩy vào các cái trang cá nhân hoặc là cái trang cộng đồng ấy, để người ta vào, người ta đăng ký thì người ta link luôn vào nhóm đấy, người ta nhấp nhấp này. Rồi 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 hiểu rồi, hiểu rồi. Không, cái mà anh muốn dán cái đường link, giả dụ như anh đang tạo trên Zalo, Facebook một cái nhóm nhóm cộng đồng có bao nhiêu người để anh thu hút phễu vào đấy mà, thì anh muốn gửi cái đường link vào cái Google Form này này. Khi người ta vào, người ta điền hết tất cả các thứ rồi thì người ta xuống dưới bắt đầu người ta nhấp vào cái đường link đấy để người ta vào 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 trong cái nhóm, để tức là người ta mà đăng ký, ý anh này muốn là đúng rồi, nhóm Zalo hoặc nhóm Facebook. Có đầy nhóm trên màn hình của anh. Anh thấy là trên cái bản công ty gửi cũng có cái kiểu đấy. Đúng, nhảy rồi. Chỉnh trang thì ở đây ở cái trong cái mục này nó có một đoạn dưới, hai cái ô dưới này là cái thêm trang đúng không? Đấy, cái dưới hai cái ô dưới là thêm trang, thêm phần. Chứ mà chuyển trang thì anh chưa. Chuyển trang thì chứ nào để nó thêm phần thôi.
nó có cái đường dẫn nó đang thường hay có tên Bitly, là cái đấy là của ấy à? Bitly là của Facebook đúng không? Chưa. Phí đô thấp nhất là mức 29 đô. Chứ còn cái kia mình vào rút gọn vẫn được đúng không? Như vừa xuống là rút gọn vẫn được thôi. Vào Zalo. Chú vào cái rồi đây để anh lấy luôn biết thử xem. Trên này mà lấy link nếu mà ở trong cái bảng này thì điện thoại thì lấy dễ, nhưng mà trong cái máy tính này tìm hơi khó nhỉ. Cái này nó phải tìm lên đến tận đầu trang luôn đúng không? Ở đây có mà, trên đầu trang là có mà. Đây để anh lần lốt lên đầu trang. Đây như cái mới này chẳng hạn thì nó có này. Đúng rồi, link nhóm này. Đây này, ví dụ như cái này nó có này. Nó kê ngay trên đầu trang luôn. Đây này. Đây, nhìn. Đấy, nó có cái link như thế này. Ví dụ như này để copy cái link rồi. Đây, chứ lấy thử cái link xem. Tạo một cái riêng. Cái máy của anh ấy là nó cài cái kiểu gì mà nó khi mà anh bấm một phát đầu tiên phát là nó nhảy vào quảng cáo luôn, nó nhảy vào các cái loại quảng theo dõi à? À,
Có gỡ được không? Anh mới cài lại máy anh bị phát này, lần trước mình cài ở mấy chỗ khác nó không bị. Này vừa lên Hà Nội ấy. Thế là phát là nó cài luôn nhỉ. Về phát là cứ dính bám. Kích 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 vào đường link dưới đây đúng không? Để gia nhập nhóm. Những cái trường đấy là trường bắt buộc phải hiện đúng không? Email, email. Soi hộ anh cái vụ nó cài cái xem có cái nó cài chỗ nào. Mẹ cứ cứ bấm một phát đầu tiên là y rằng nó nhảy vào, nó không, nó nhảy vào đang học tự dưng nhảy vào đúng cái trang mẹ, toàn cái vớ đồ vớ vẩn. Bật hộ anh cái Bluetooth ra vừa lúc nãy anh đóng bố nó rồi tìm bãi chơi game nó đang nằm đâu rồi. Anh phải kết nối loa vì cái máy của anh là cái loa nó đang có vấn đề, anh nghe loa từ máy tính nhỏ tí. Ok. Đúng rồi. Cái máy này là phải bỏ đi cái ổ DVD xong để lắp thêm một cái ổ cứng nữa đấy. Thế mình lắp đây, lắp rồi đây. Lắp rồi là kiểu gì? Lắp không có mất triệu bạc ấy nhỉ.
Cái trang web WordPress ấy, bây giờ mình chịu không vào được. Mỗi lần cài win lại cài mới á. Thế thì tôi đang có bạn này, vẫn đang có dưới này. Còn sống vẫn còn đi. Bắt đầu à? Hay cho phép điều khiển? Không thể lấy ID. Tắt đi mở lại đúng không? Cấp ID mới nha. Cái đấy thì cái trang web đấy thì ví dụ như mình tạo thành một trang web rồi mà sau này nó mỗi lần cài lại phải chạy lại hết tất cả, thế thì toi. TeamView sáng anh cài nó cứ báo gì hả, nó báo nó không không cài được. UltraView thì lại cài được ngay. Nó cài vào chứ anh có cài đâu. Nó cài vào, nó cài vào anh có cài thôi. Không biết cái đấy là cái gì. Đúng rồi, ghi màn hình. Chương trình phải ghi lại màn hình. Bộ nhớ của mình mà mới mua thêm 100 GB mà nó đã nhét đầy mẹ rồi. Xong ở cái mail là nó báo đầy rồi. Không, nhưng mà anh mới mua thêm bộ nhớ mà, nó bắt anh mua bộ nhớ mà. Chỉ đấy 200 mấy một năm, nó có một gói loại này. Đấy, bây giờ nó có mấy trăm nghìn một năm, mấy trăm nghìn một năm mà 200 GB luôn. 400 mấy một năm 200 GB, 400 mấy hay 600 mấy chứ không phải, quên, mình không thấy. Cái gói kia, cái gói thấp hơn 100, tức là gói 100 GB thì nó rẻ một nửa. Gần một nửa. Cái này là nó cũng lưu mặc định trên driver rồi đúng không? Đấy, cái nó đang bị lỗi rồi đi.
khi mà mình nó đây cái mail nó báo này nhá, xong sau đó nó bắt mình vào đăng ký cái thêm cái dung lượng nhé. Khi mình đăng ký vào phát thì cái tài khoản GUI là toàn báo mới thôi, kể cả mình ấy tên miền, mình mua tên miền về đến lúc mình ấy nó toàn báo toàn YouTube thì nó không hạn chế à? YouTube nó không hạn chế à? Ok. Cài luôn rồi anh. Nó có một số cái bản cài sẵn, nó có sẵn trên đấy rồi. Cái này là chạm này. Tức nó kiểm soát đúng không? Thì đúng rồi, tiền nó cũng kiếm nhiều quảng cáo rất là nhiều. Rồi anh nhớ rồi, chắc là mình sẽ làm cái xe. Rồi anh biết rồi, ok. Rồi. Thế mà khi mình đang ở chế độ mà mình xem ấy thì cụ chính diện thì nó sẽ sổ ra kia, nhưng khi mà mình xem ở cái đối tượng là người khách, người vào xem là nó sẽ là khác đúng không? Nó sẽ là ô cửa sổ. Ok. Rồi. Thank you chú. Anh bảo là cái trang 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 web ấy thì nhiều cái đấy thì bây giờ cái ảnh nhé, của anh với Quân ấy thì là gửi cho chú. Thứ hai là chỗ Toản với chỗ chỗ Hòa Tâm là vừa rồi là thấy không không tương tác thì là vừa rồi. Rồi, anh cảm ơn em nha. Các bạn à, quên là cái trang trang web kia thì mình bây giờ là được coi như là mình cài lại thì thôi, mình lại phải xây lại từ đầu đúng không?
không còn tài nguyên nào nữa để mình. Về cơ bản thì Ok, cảm ơn em. Để em kiểm tra lại xem em còn kiến thức anh còn chưa. Rồi, cảm ơn em nhé. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, xin chào. Thank you.